Xin chào mọi người. Hôm nay giới thiệu đến mọi người một cây lam Husqvarna dành cho máy cưa xích 365. Và lam này thì dài tới lam 70 nha mọi người. Lam zin chính hãng. Rồi khui ra mình xem con lam chính hãng là như thế nào nha. Thì bên em có lam 60 chính hãng hay lam 70 ha. Đây. 24 in 60cm là khoảng cách cắt được. Tổng độ dài của nó là 58cm. Đâu đó. Này là 0,58. Không biết làm tính nó tính cái gì đây. Rãnh của nó cái 1.5mm là rãnh của nó 1.5 nhá. Hàng Canada sản xuất. Bước xích sử dụng là 3.8. Cái này là DT là 84 xem nào. Báo 84 là cái gì? 84 cái chân xích ấy. Đó, tầm khoảng 42 mắt xích. 84 nó tầm khoảng 42 mắt xích này nhá. Anh em thể ráp xích 3.8 này khoảng 42 mắt xích nhá. 3400 này thì em không rõ nó là cái gì cả. Và cái rãnh này của nó là rãnh 9mm đặc trưng cho hô. Lỗ này thì nó giống như lâu rồi Gatin, nhưng Gatin thì cái rãnh sẽ rộng hơn 12. Lam zin của Husqvarna nhá. Đây nhìn gì này. Đường bo cạnh này nó bầu hơn. Nó ngang hơn một chút so với thằng Etin. Thằng Etin thì nó bầu hơn một chút ha. Này thì nó ngang hơn một chút. Đó, phần này chính hiệu nhá. Xịn chính hãng nhá. Là chính hãng. Sử dụng 42 mắt xích. Nó làm 70 sử dụng 42 mắt xích. Ở đây là nó làm một cái khoan một lỗ tản nhiệt này. Đây một lỗ tản nhiệt nữa này. Đây một lỗ nữa nhá. Còn làm nhái thì nó sẽ không khoan một cái lỗ giống dấu này nữa. Làm nhái thì không làm như vậy ha. Rồi cái lỗ ra nhớt này nó khoan chéo. Cái nhớt này khoan chéo. Đấy. Rồi sản phẩm này thì em bán với giá là 1 triệu đồng. 1 triệu cho một sản phẩm và chưa có ship gì anh em nhé. Chưa có phí vận chuyển. Anh em lưu ý nhé. Giá 1 triệu một cây này chưa có phí vận chuyển. Và hàng mới thì nó tùy theo thời điểm, có lúc nọ lúc kia. Anh em mua thì cứ hỏi. Đây. Husqvarna chính hiệu. Rồi xem là giá cả hiện tại là bao nhiêu. Đấy. Rồi. Cửa hàng là tại Bầu Lâm, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu. Anh em muốn mua hàng thì liên hệ số điện thoại 0974 644 973. Zalo, xin chào nha.